Đầu tháng 11, các cửa hàng siêu thị đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút giới trẻ mua sắm. Doanh thu của các cửa hàng cũng tăng lên đáng kể khi lượng khách hàng là những người độc thân mua sắm tăng cao. Năm nay thì hệ thống Sài Gòn Coop áp dụng chương trình dành cho đối tượng là khách hàng độc thân. Thì phần quà combo gồm có một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, trà sữa, những cái mặt hàng cà phê, sữa đậu nành, nhóm hóa mỹ phẩm và trị giá một sản phẩm là 111.000. Và chương trình này là điểm nhấn tạo một cái không khí mua sắm rất là vui tươi, rất là hấp dẫn dành cho đối tượng trẻ. Cái lượng khách tăng khoảng 15-20%. Vào dịp này thì siêu thị có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, có rất nhiều là combo hấp dẫn dành cho ngày hội độc thân. Nên mình rất là muốn đến siêu thị để mà săn những cái khuyến mãi này. Hoạt động mua sắm nhân ngày lễ độc thân cũng rầm rộ trên mạng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác như ăn uống, vui chơi, du lịch cũng được tổ chức để hưởng ứng ngày này. Mình chỉ có là lên Shopee với Lazada đặt đồ. Còn những cái dịp như thế này, nó thường hay là sale giảm giá. Mà mình là sinh viên mà thấy giảm giá thì rất là thích. Sẽ rủ bạn bè đi shopping, đi cà phê, rồi buổi tối mình có thể là tụ tập ở nhà nhau rồi cùng nấu nướng. Đối với hội độc thân, mình có thể được tận hưởng những giây phút cùng bạn bè gia đình bên nhau, cũng rất là ấm cúng. Nhân tiện cái dịp này mình cũng thể chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn, hoặc có thể là đi mua sắm, có thể là đi tăng trang lại cái vẻ đẹp của mình. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ độc thân ở thành thị dự kiến tăng lên 10,1% năm 2019. Điều này đã khiến ngày độc thân kích thích ý thức chiều chuộng bản thân ở giới trẻ qua việc mua sắm vui chơi, đồng thời khiến cuộc đua khuyến mãi của các nhà bán lẻ trở nên sôi động hơn.